bây giờ sẽ là thành viên ưu tú nhất của võ đường Liên Phong. Tuy nhiên trận đấu này không phải là đơn giản với Trần Quang Lộc. Adun đã cố gắng tạo ra được những cú high kick, nhưng Quang Lộc đã ngay lập tức. Đó là điều mà chúng tôi đã nói đến. Bây giờ thì võ sĩ của Việt Nam đang có được lợi thế. Trọng tài đang đến rồi. Số lượng đòn đánh. Hai võ sĩ sẽ tranh tài ở hàng cân 70kg dành cho nam. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu được chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu ở nội dung 70kg diễn ra giữa Trần Quang Lộc ở góc đài màu xanh và Katogole Abdul, võ sĩ đến từ Uganda ở góc đài màu đỏ. Đây là trận đấu được chờ đợi khi võ sĩ Trần Quang Lộc, một biểu tượng trong bộ môn MMA Việt Nam, sẽ tham gia tranh tài ở khu vực miền Nam. Anh đến từ võ đường Liên Phong, nơi đã có hai võ sĩ trong 8 trận đấu vừa qua đã giành được những chiến thắng bằng knockout. Bây giờ sẽ là thành viên ưu tú nhất của võ đường Liên Phong. Tuy nhiên trận đấu này không phải là đơn giản với Trần Quang Lộc. Adun đã cố gắng tạo ra được những cú high kick, nhưng Quang Lộc đã ngay lập tức áp sát và tạo ra một tình huống grappling. Bây giờ thì Trần Quang Lộc đang cố gắng để tạo ra uống xiết. Katogole Adun là võ sĩ đến từ Uganda. Anh thuộc câu lạc bộ PFC Phú Quốc. Chưa thể có được một tình huống rõ ràng. Mặc dù Adun đang là người ở phía dưới, tuy nhiên anh đang ôm ghi để hạn chế đi những đòn tấn công đến từ Quang Lộc. Thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất vẫn còn đang rất nhiều. Khả năng ôm ghi của Adun đang là khá tốt, hạn chế đi rất nhiều những đòn thế tấn công của Quang Lộc. Võ sĩ nổi tiếng nhất trong làng MMA Việt Nam đang chờ đợi cơ hội. Nếu như những tình huống được ôm xiết như thế này kéo dài hơn thì Quang Lộc chính là người bị bất lợi, sẽ bị mất lực rất nhiều. Và Adun đang cố gắng tạo ra được một thế triangle. Thế triangle này đang được Abdul đã tạo ra. Và nếu như nó kéo dài thì Quang Lộc mới là người chịu thiệt. Cố gắng ra đòn vào phần hông để khiến cho Abdul có thể nới lỏng. Và cuối cùng thì Quang Lộc đã thoát ra. Các khán đài của nhà thi đấu Rạch Miễu đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Quang Lộc. Rõ ràng võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong là người được chờ đợi nhất trong sự kiện Lion Championship 2022. Hạng cân 70kg cũng là hạng cân có rất nhiều những võ sĩ đăng ký tham gia. Rõ ràng là Adun, võ sĩ đến từ Uganda, cũng là võ sĩ thi đấu rất nhiều ở bộ môn MMA. Thể lực của võ sĩ này là rất tốt. Đó là điều mà Quang Lộc đang cố gắng. Chưa được 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Và rõ ràng đó là một hiệp đấu mà cả hai võ sĩ đã tạo ra được một không khí đầy sôi nổi trên các khán đài của nhà thi đấu Rạch Miễu. Tượng đài của MMA Việt Nam là người chiếm được nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên võ sĩ đến từ Uganda, võ sĩ trẻ tuổi hơn, cũng là đối thủ đáng gờm của Trần Quang Lộc trong hạng cân 70kg diễn ra ở buổi tối ngày hôm nay. Võ đường Liên Phong là một võ đường với rất nhiều những võ sĩ nổi tiếng, và có lẽ Trần Quang Lộc là một võ sĩ ưu tú nhất được sản sinh trong võ đường Liên Phong.
võ sĩ chuyên nghiệp đầu tiên của sự kiện thi đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới. Sự cổ vũ rất nhiệt tình đến từ những vị khán giả có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu và những người đến từ võ đường Liên Phòng. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Đó là một đòn gối bay chính xác, một cú lên gối chính xác. Tuy nhiên Adun vẫn đang cho thấy sự điềm tĩnh của mình. Không có gì phải vội. Trần Quang Lộc vẫn đang chờ đợi cơ hội. Trước đối thủ nặng ký đến từ Việt Nam, Trần Quang Lộc thì Kato Gole Adun. Đó là một cú đạp chính xác, một cú sai kích chính xác đến từ Trần Quang Lộc. Bây giờ thì một tình huống kim kẹp đã được tạo ra. Ôm siết, Adun đang cố gắng tạo ra ôm siết để giảm đi những đòn thế đến từ Trần Quang Lộc. Võ sĩ của Uganda cũng cho thấy mình là một võ sĩ tập luyện bộ môn MMA rất lâu. Một tư thế gua tên chốc, nhưng đó là một cú thách đạo đây chính xác. Đó là một đòn thế nhận được rất nhiều sự cổ vũ của các khán giả trên khán đài của nhà thi đấu Rạch Miễu. Quang Lộc lại là người đang bị chịu thiệt. Một tư thế gua tên chốc, võ sĩ đến từ Uganda đang tạo ra được một thế kim kẹp, một thế kẹp cổ trước. Trần Quang Lộc cần phải thoát ra nếu như không muốn bị submission. Đó là điều mà chúng tôi đã nói đến. Bây giờ thì võ sĩ của Việt Nam đang có được lợi thế. Trọng tài đang đến rồi. Số lượng đòn đánh, nếu như võ sĩ đó không thể phòng ngự được thành công thì đó là một chiến thắng knockout bằng kỹ thuật. Một tư thế reneck chop. Một tư thế reneck chop đang được tạo ra bởi Quang Lộc. Cần phải lật ngược đối phương. Đó là một cú tap out. Adun đã phải tap out trong tình huống mà Trần Quang Lộc đã tạo ra được một tình huống reneck chop. Một chiến thắng submission. Một chiến thắng submission cho võ sĩ nổi tiếng nhất trong bộ môn MMA Việt Nam, Trần Quang Lộc. Một sự vui mừng đến từ những võ sinh của võ đường Liên Phong. Rõ ràng là chúng ta đã biết trước được kết quả và chờ đợi sự hưng phấn hơn đến từ Adun. Tuy nhiên, Trần Quang Lộc là người mạnh mẽ. Trần Quang Lộc là người quá mạnh mẽ ở trong nội dung MMA. Và thi đấu với những võ sĩ người nước ngoài, trong 7 chiến thắng của mình thì Trần Quang Lộc đã có 4 chiến thắng trước các võ sĩ người nước ngoài. Và đó là một chiến thắng submission bằng reneck chop dành cho võ sĩ nổi tiếng nhất. Một võ sĩ nổi tiếng nhất ở bộ môn MMA Việt Nam. Xin chúc mừng cho Trần Quang Lộc của võ đường Liên Phòng.